đi qua mua. Mình gọi hết đấy rồi luôn. Mình gọi mình chạy hết rồi, đứng hết một mình. Ở đấy lại quay lại ngay quán mới rồi đứng lên quay lại đấy thì luôn. Nhìn lên tùng quá chạy mất dép đi. Tịt mẹ hôm lọ đi gặp cái con nó ngon nhỉ, hai con liên tiếp. Hai con liên tiếp mà cái máy quay bú. Hai ở dưới đây thôi, ở cái sinh cách đi luôn. Trong xóm nhà cái Diễm không có con nào, nhưng mà ở dưới này, ở dưới này nắm gái xinh ơi là nắm gái xinh. Nói đang nói phát nhất nó chán luôn, nó lắc đầu. Em hiền chán luôn ấy, em hiền cực thật. Quá hiền. Hôm cãi nhau mình thấy Diễm lắm. Lật đéo nói được. Ok. Kiểu là phọt máu mà không nói lên lời đấy. Đúng bắn gì à? Nói một lúc nữa là đâu anh? Dổ máu ra. Đéo nói được câu nào. Tao nói tưởng mày lúc đấy mày cái tốc độ nhả chữ nó phải nhiều chứ mày. Lúc đấy tao đang ăn tí tao phì cười. Mình đang hy vọng là nó nói cái gì nhiều. Nhưng mà nhưng mà lúc đấy trong đầu anh nghĩ là nó đang kiểu là chuẩn bị vào mày nói cái gì đấy nhưng mà nó... Mình đứng phát ở dưới nó điểm quá hợp. Được, khó lắm. Thế như hôm qua ấy, đúng không? Em lên chỗ thằng Chiến em mặc quần áo rất là bình thường. Không thấy em mặc sang chảnh gì. Mà đi những cái chỗ sang chảnh thì mình phải mặc sang chảnh. Đấy, nhưng mà đấy, các anh ấy hiểu là những cái tùy vào hoàn cảnh thì mình lựa chứ. Hôm qua ăn mặc trông ngon nhỉ? Ngon đi. Đúng. Em xem cái TikTok mà thằng Chiến hỏi con người có ăn được không? Nghe đâu bảo là không người làm sao mà ăn được. Thằng ấy nó bảo là ôi thế mà bố lại khen cái cô hàng xóm là nhìn ngon thế nhỉ. Nhưng mà đúng, người ta bảo người đẹp vì lụa lúa tốt vì cứt thật. Hôm qua trong Diễm ăn mặc vào trông ok đã phết. Người ta bảo rồi, không có phụ nữ làm xấu, chỉ có phụ nữ không biết ăn mặc đẹp thôi. Mà có người làm đẹp mãi mà nó không đẹp. Đấy, đấy là những cái người gọi là xấu bẩm sinh rồi em. Việt kia nó cần yêu không cần nhân sắc. Nhưng mà em Việt thì dạo này giảm cân rồi. 4 ngày, 5 ngày không ăn rồi. Nhưng Việt đừng giảm cân thế, mẹ mày suy đấy. Không ăn, ốm luôn. Anh bảo không còn đây, không ăn cái gì mà. Mày biết 1 năm, ngày xưa anh 7 mấy cân, anh giảm gần 1 năm. Cứ chơi thể thao nhiều đó, tự giảm. Thôi, giảm thôi. Địt mẹ mày. Không khác thì tùy, béo. Ở đây này, mẹ 1 ngày ăn bữa thôi, mẹ về giảm hết.